Cũng trong sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Sở Nội vụ công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh dự và trao quyết định. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Ngô Ngọc Hậu, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở này, Ủy ban Nhân dân thành phố công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Hậu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng và đề nghị ông Ngô Ngọc Hậu tiếp tục phát huy năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo quận Cẩm Lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quận Cẩm Lệ ngày càng phát triển.